Này hướng dẫn các anh em đánh FX. Thì cái này ví dụ như ở đây mình có một cái tài khoản bên XM. Tài khoản bên XM. Tài khoản này thì giờ muốn đăng nhập vô thì bắt đầu giao phần mềm mà giao phần mềm MT4 rồi mình bấm vào dấu cộng ở bên phải nè, dấu cộng ở bên này đó, bấm vào dấu cộng rồi vào cái đăng nhập tài khoản hiện có nè đó, bấm vào rồi mình bấm vào tìm broker, mình nhập chữ XM giống như cái hình hồi nãy nhìn thấy đó, cái tài khoản hiện có đó XM Global Global Demo là tài khoản, là tài khoản đánh demo để tập. Rồi mình nhập cái tên đăng nhập 2211 7738 mật khẩu. Mật khẩu thì mật khẩu ngay từ lúc đầu mình đăng ký, hoặc là bấm vào đăng nhập rồi nó sẽ đăng nhập, thì mình bấm vào hai cái mũi tên ở dưới này nè đó. Bên tay trái hai mũi tên bên tay trái là nó hiện lên cái này, thì trên cái này bây giờ nó chưa có cái XAU USD là vàng, thì mình phải bấm vào dấu cộng bên trên này nè, bấm vào rồi bấm vô spot Metal đó. Hiện lên Gold nè, bấm vào Gold rồi xong rồi bấm vào cái mũi tên ở trên cùng bên tay trái vào mũi tên dưới này cho lui ra. Cái gì? Bị lỗi gì ra? Rồi giờ vô lại nè. Đó. Có cái chữ gòn ở dưới này nè. Nhìn thấy nè, có cái chữ gòn đây nè. Rồi. Thì giờ mình mới xóa hết mấy cái kia đi, mình chỉ coi cái giá vàng ha. Giá vàng. Cho nên giờ mình bấm vô cái bên góc bên tay phải ở bên trên này nè, có cái hình giống như cái viết chì đó, mình bấm vô nè đó, bấm vô rồi cái bấm vô cái thùng rác luôn đó, bấm vô xóa nè, đó là nó hiện lên nè, rồi mình chọn hết các cái kia mình xóa hết, nhưng mà chừa lại cái gòn ở dưới này nè, chừa lại không, hoặc là lui ra hồi nãy đi rồi mình vô cái gòn, bấm cái gòn này nhấn giữ vô cái chỗ mà gòn này nhấn giữ vô là nó hiện lên, là mình bấm vô chữ mở biểu đồ đó, là mở biểu đồ rồi xong rồi thì mình mới bấm qua lại phía bên hai cái mũi tên ở bên tay trái góc dưới này nè, góc dưới này nè đó. Rồi giờ mới bấm vô góc phải ở trên cùng màn hình cái viết chì đó, bấm vô
rồi bấm vô cái thùng rác luôn, rồi xóa hết, chọn xóa hết, xóa hết, rồi bấm cái thùng rác một cái nữa, rồi xong. Rồi giờ bấm bên tay trái có cái hình cái mũi tên nhỏ nhỏ bên tay trái này nè, bấm vô rồi là ra, giờ chỉ còn có giá vàng không thôi. Rồi giờ bấm ngay chỗ này, bấm hình ba cây này rồi coi giá nó chạy, bấm phía bên này rồi coi giá mình đặt lên nè. Bấm vào dấu cộng bên tay phải ở trên cùng này là mình đặt lên nè đó, rồi mình muốn vô lên gì mình vô cái đó, là để chỉ cái hồi nãy giờ là để chỉnh trên cái phần mềm để cách để đăng nhập để chừa lại cái loại vàng để mình quýnh thôi, còn mình không có quýnh các thứ khác. Nên lúc mà mình bấm vô đây nè, nó hiện lên ngay chỗ này nè là cái chữ gold nè đó, cái giá vàng nó đang chạy nè đó. Còn cái cát lạnh thì để qua clip kế tiếp.